rồi. Ôi trời ơi, trâu rồi. Trâu rồi, trâu rồi. Mình tính nhau rồi, để anh coi. Từ từ đã. Úi trời ơi. Đây đây đây, về đây. Cái này đặt trứng à? Em đánh trồn. Chào tất cả các bác nhé. Đây là tiếp tục đi thăm bẫy rắn. Chỗ này nó ở dưới thành phố, nhưng mà cũng rộng lắm, vừa có hồ vừa có núi này. Ở đây không có gì à? Không có. Có không? Có. Ui rồi. Ui rồi. Trâu rồi. Trâu rồi, trâu rồi. Mình tính nhau rồi, để anh coi. Đưa lại đây. Úi trời ơi. Đây đây, 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 đây. Cái này đặt trứng à? Em đánh trồn à. Đốt kia mình ạ. Ui giải thế nhờ. Trời ơi, đúng một trâu đặt rồi. Này ngon đấy. Con này hôm nọ anh ạ. Con này đúng con hôm nọ luôn. Đây các bác xem, dài. Quá dài luôn. Nhảnh thế nhỉ. Đây mới là dẫn hoang này. Những cái video của các bác khác bắt đi. Em còn đánh cả trứng với cả chuối các bác nhá, để em đánh trồn đấy. Nên là em cho lẫn lộn cả cóc, trứng và chuối vào lẫn lộn vào. Con nào là... Để em đánh một lúc 3-4 loại chứ em không đánh một loại. Dẫn này mới là dẫn hoang này này nhờ. Nhanh thế này mà. Con này vừa hôm nọ anh em mình bắt trượt. Chứ mà mấy đúng ông nó luôn. Chứ mà mấy ông khác bắt toàn rắn lù đá lù đù. Nhìn con quả trứng ấy, chuối này. Em đánh cả trồn mà. Cái bẫy thập cẩm các bạn được con nào này. Anh em mình đi ngón nút mấy cái đi. Ừ đi. Thì cứ hay xách con này ra để ngoài kia đã. Không, cứ để đây anh ạ. Thì nó quay lại lấy luôn. Ừ, nhìn con này. Thì các bạn này, em này em sợ lắm, em sợ nhất cái loại này. Không dám quay gần đâu. Từ từ đợi anh coi. Có mấy ở chỗ này còn mấy cái nữa Lâm? Để bắt nó. Dưới đây các bác. Các bác nhìn, nếu các bác đứng từ xa không nhìn thấy lưới đâu luôn. Thấy lưới đây. Được một con là cũng là đẹp lắm rồi. Được một con là quá đẹp rồi. Trông móm, trông móm. Đường đi thì các bác. Đây là điều. Đây em quay lại. Các bác xem bẫy. Ở đây em còn đánh cả trứng này, chuối này. Cóc này. Đây là em đánh thẳng vào lối đi của con trồn. Bây giờ anh em mình ra tận hưởng cái chiến thắng đi thôi. Đều có một con các bạn. 4 cái bẫy, 5 cái bẫy. Không phát được.
hai hôm nó mưa bão, cứ tưởng là không có hàng cho các bác mà vẫn có. Đi đi. Không, có khi ăn anh em, anh em của anh. Em cầm em đi. Sau khi em làm cái tải để mà đựng. Của Châu anh ạ. Châu. Đây, kia có một đồng chí nữa đang đồng chí đấy thì cũng không sợ rắn mấy nên là phải ngồi trên bờ. Cái này giá thị trường giờ tầm bao nhiêu em? Loại này bây giờ chắc được tầm 400.000 cân. Hàng này thì hàng to thì nó đắt, hàng bé thì giá nó sẽ rẻ hơn. Cái này nó cũng ngâm được rượu à hay là làm cái này ngâm rượu mà ăn, nếu mà sử dụng để mình làm món ăn thì con này là quá tuyệt vời luôn rồi. Không phải bắt được. Không phải bắt đây lấy lọc luôn. Đặt bẫy luôn nhỉ. Yeah. Đặt bẫy đánh trúng tiền mèo. Đây đang bắt rắn à. Ấy, các bác xem rắn hoa nó như vậy chứ không phải. Nào, cầm ngắn lại đưa cái đầu. Các bác thấy nó dài không? Thế thử xài hết ra nào, xài hết ra anh. Đây hơi tối. Đấy, đấy, góc đấy đẹp rồi. Ơi, bắt xem này. Cao hơn anh thanh niên kia. Cao hơn Lâm. Nó dài hơn em luôn anh. Đây. Em cầm để anh quay view sát vào xem. Thò cái đầu nó ra. Ôi, đèn bóng. Lưỡi này. Châu đen, châu này về nuôi cảnh. Nuôi cảnh đẹp. Nó hiền nhỉ. Loại này mình bắt nhẹ nhàng với nó thì nó sẽ không cắn. Còn nếu mà mình làm nó đau là nó sẽ cắn. Nhưng mà nó nhanh thật đấy. Nó nhanh. Em thử để em cầm đuôi em cho nó trườn trườn dưới đây một tí. Đấy. Đây mới là rắn hoa này các bác. Nhanh như thế này muốn vào lồng tiếp mà coi là em không biết là các bác khác, các thợ khác có kinh nghiệm kiểu gì mà thuần cho nó nằm im được thì em không biết, nhưng mà dẫn này là quá xem nó chạy nhanh quá dài luôn, con này phải 2 mét, nó chạy nhanh lắm, 2 mét đến đấy nhờ, 2 mét ăn chắc luôn, 2 mét đấy, 1m9 ít cũng phải 1m9, không phải 2m. Thôi kìa các bạn, em nói thật là em vừa đứng quay, em vừa quay vừa run ấy, nên là thôi bảo ông Lâm bỏ trong bao thôi. Toát hết mồ hôi, dựng hết cái tóc gáy với nó rồi. Nhưng mà được cái là em thích, em đi em quay. Ấy. Lâm cho anh quay sát vào tí. Rắn này mình càng lành với nó bao nhiêu thì nó sẽ không cắn. Còn nếu mà mình làm nó đau là nó sẽ cắn mình. Nó không cắn đâu mà. Anh cứ quay nhiệt tình lên. Nếu mà gặp dòng hổ mang mà để như thế này á, nó đớp ra rồi. Nó định đớp mày đấy. Không đớp, đây cầm này nó đang không cắn em. Thôi cất đi em rồi. Em thợ khác rồi anh. Quá đẹp rồi, hàng khá đẹp luôn, đen bóng. Thôi từ từ ăn con tóc của em.